20 tờ 500 là nhiêu tiền? Dạ 10 triệu. Vậy là anh cầm 8 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi có cái số đó là báo cho anh nhá. Dạ, dạ. Có số phone thì báo cho anh nữa. Cảm ơn anh nhiều anh nhiều. Không có gì. Dạ. Đây giờ cả nhà sẽ coi xem là. Thôi hôm nay ông bảo ông mất bóp. Ông bảo ông rớt mất bóp từ hôm trước rồi, thôi ngồi lại anh em nói chuyện. Móc bóp rơi à? Hôm đấy là đi xe anh à? Ngay Bà Chiểu á. Ngay chợ Bà Chiểu à? Đúng rồi. Rớt mất bóp à? Rớt mất bóp ngay chợ Bà Chiểu luôn. À. Lên ảnh thôi ở đây. Không có tiền đóng tiền nhà. Không tiền đóng tiền nhà. Rồi, thôi bây giờ hôm nay nghỉ sớm đi. Vậy lên làm nào, hai anh em bưng lên như nào? Rồi, lên đi. Đây cho quý vị coi, vậy là anh em lên như nào ạ? Dạ. 1, 2, 3. Đó, ngồi như vậy thì bóp nó mới rớt nè. Đó, ngồi như vậy làm gì bóp không rớt được. Rồi, được rồi, mốt ghé nha, hôm nay về rồi. Nay về rồi. Rồi đi ra chị ơi đi ra ngoài, chị đi ra ngoài, đang quay phim, đi ra ngoài, chị đi ra ngoài đã để coi. Rồi cái loa rất là nặng ha. Chị xích ra xíu. Rồi em cảm ơn. Đó, vậy ngồi như thế này nó mới rất là rễ rớt cái bóp này. Nhưng mà vậy thì bây giờ bảo là đừng có để bóp biếc hoặc là nọ nào. Qua Tết thì đi làm cái thẻ ATM khác. Thì ấy nhá. Rồi bây giờ tạm thời về. Đó, ngồi như thế có thoải mái không? Ngồi được chưa? Rồi bây giờ hai anh em về Gò Vấp đúng không? Rồi bác tài xế tên gì nhỉ? Tường. Bác Tường, rồi cho bác về đi. Rồi hai anh em đội nón đâu, không đội nón vào. Trời ơi, không đội nón đi rồi lại về lại cảm cúm mà. Rồi thôi về đi nhá. Ý em sao? Anh Dương giúp cho em chuyển qua cái số thẻ này. Chuyển qua số thẻ nào? Số thẻ gửi về cho con. Ừ. Dạ. Bây giờ có ghi ra được không hay là em đọc như đây nào? Nè. Em có lưu cái số thẻ đây. Em đọc luôn số thẻ đấy để anh gửi cho bé nhà em đúng không? Dạ. Lâm Chí Cương. Cương hay Cuôn? Cương đó. Cương mà thiếu một chữ G, thiếu chữ D. Lâm Chí Cương. Cậu của nó đó. Là cậu của bé. Dạ. Số tài khoản là 5708215004418, Ngân hàng Agribank, Bến Cậu Tây Ninh. Bến Cầu Tây Ninh. Người này là Lâm Chí Cương. Dạ, đúng là rồi. Cậu của bé. Dạ. Cậu này mắt sáng à? Dạ. Mắt sáng bình thường. Dạ đúng rồi. Thế vợ em họ gì? Vợ em họ tên biết gì không? Này cậu mà gì ta? Con của bà gì? Con của bà gì? Thì con bà gì bên vợ. Con bà gì bên vợ? Là anh đọc lại này, số tài khoản là 5708215004418, Ngân hàng Agribank, Bến Cầu Tây Ninh. Dạ. Người gọi nhận là Lâm Chí Cương. Dạ đúng rồi. Em có số điện thoại của người này không? Dạ không. Bây giờ ở trước đó em mắc cái máy rồi, mắc cái số.
bây giờ có số thì để anh sẽ gọi cho người này trước để mà biết là. Thì anh cứ gửi anh gửi như nào? Anh báo em xong em về cầm trên máy tính em lục lại còn số điện thoại để em gọi cho người đó. Bây giờ như này đi, gửi thì dễ thôi. Cái số anh cũng có số tài khoản Agribank nên là bây giờ như này đi, em cứ báo cho cái số phone để chắc ăn đấy, thì báo anh số phone anh kiểm tra anh hỏi xác nhận đúng thì anh gửi cho. Anh gửi thì em muốn gửi số tiền bao nhiêu? Dạ 8 triệu. Gửi 8 triệu. Ok. Còn cái số tiền 10 triệu là anh gửi em đúng không? Dạ. Em vậy là trong đó em tại dịp này Tết á. Ừ. Mà lấy trước. Vậy là bây giờ thế này đi, anh sẽ cứ giữ cái 8 triệu này đúng không? Dạ. Anh giữ 8 triệu này để khi nào anh có số tài khoản đó thì anh sẽ chuyển cho cái người Lâm Chí Cương. Dạ. Là cậu của con gái em đúng không? Dạ đúng rồi. Là em ruột của mẹ hay là em họ? Em gì ta, con của bà dì. Con của bà dì đó là em của mẹ. Ok. Sao? Bây giờ anh hãy gửi em là 10 triệu nhé. Bây giờ gọi xe ôm, gọi cái người chở giờ em tới đi. Em gọi xe ôm. Có phiền không ha, là em gửi cũng được. Không, để anh em gửi cho phiền, phiền không, không gì đâu phiền. Dạ. Thì anh gửi thì nó dễ. Còn em dạ. Đi ra mà đã không biết số này là còn ra gửi tới gửi lui thấy nó. Vâng, tức là chuyển cho con gái. Cậu này có con gái 12 tuổi. Không, không, con gái thì mắt sáng bình thường. Nhưng vợ thì cũng bị tiến thị. Chắc dư đấy. Nhưng mà tại trong 8 triệu đó đó ừ. Em trả cho bà mẹ vợ 5 triệu rưỡi rồi. À, trả cho bà mẹ vợ 8 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Dạ. À, trước mượn mẹ vợ à? Dạ, mượn hồi năm trước được lần mượn đi làm ăn á. À, mượn đi làm ăn. Bây giờ trả mẹ mẹ vợ. Dạ. À. Ừ thôi mình mượn thì mình phải trả chứ đúng yeah. không? Cho ra cho xin ra xin còn mượn thì phải trả, có vay có trả mà khi mình yeah. có tiền thì mình trả đi. Mốt mà nó trả mốt thì dễ mượn đúng không? Ừ. Cái số đó là thường em hay chuyển về. Ừ. Cho nên là cái số mắc cái máy rồi không biết cái số điện thoại nào. Tại em còn nhớ là còn luôn trên máy tính á. Ừ. Không biết. Nhớ nhớ mắc máy giờ biết được còn không. Ừ. Thì cứ kiếm đi xong rồi có gì điện cho anh. Bình thường mà không thấy bắt máy. Rồi. Nghe được chưa? Không nghe chưa? Hết pin. Điện thoại ông hết pin. Thoại em hết pin. À. Rồi, không còn giọt nào luôn. Vậy làm nào? Bây giờ sạc luôn hay sao? Sạc một viên nữa cũng muốn hư nữa chứ.
Đâu bây giờ có cái cục sạc đây này, gọi đỡ này sẽ nào. Sạc này nó đuôi dài nè. À, đuôi đó. Vậy làm cách nào đây ta? Gần đây có tiệm điện thoại không anh? Không, hình như có cái sạc đấy đấy. Có, thôi bây giờ này đi. Thôi khoan cái đó, bây giờ em đếm tiền này đó đi. Xong rồi anh sẽ chỉ cách. Anh sẽ, đây, em kiểm tra đây. Đây bao tiền đếm đi. Tờ 500 là nhiêu tiền? Dạ, 10 triệu. Vậy là anh cầm 8 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi có cái số đó là báo cho anh nhá. Dạ, dạ. Có số phone thì báo cho anh nữa. Dạ, cảm ơn anh nhiều anh. Không có gì. Dạ. Nhưng mà nhớ sử dụng tiền đúng mục đích nhá. Dạ. Đừng có ăn chơi hoặc là gì đấy. Đây là cô chú thương em, là anh nghĩ cái cơ hội này không có nhiều đâu. Dạ. Nên để cho em làm vốn, em làm ăn đàng hoàng. Đừng có cờ bạc lô đề này nọ. Rồi nhiều khi không có ai giúp nữa đâu. Đây hôm trước xui mất cái bóp. Thế thì bây giờ cứ ráng cẩn thận. Bây giờ cần sạc cái đó để gọi đúng không? Bây giờ sẽ đẩy, bây giờ sẽ cái xe này em cứ ấy vô đi. Sau đó đi vô đây anh cho mượn cái sạc. Sau đó ngồi đấy đợi, gọi khi nào có xong rồi đi ra nhé. Dạ. Coi tôi còn một pin nào đây. Ờ, coi thử đi. Đấy, để còn xong rồi đi ra để cho cô Thu, cô còn đi về. Rồi, cảm ơn cô bán cà phê đây. Cảm ơn cô bán cà phê nhiều. Nãy giờ ngồi phá rối rồi. Rồi thôi chị Thu ơi, chị dọn bàn đi, chị dọn bàn để cái ghế đỡ đấy cho Cường ngồi cũng được. Đúng rồi. À, còn cục pin đấy, cắm vô. Pin tặng là pin hư không? Nào mua cái cục pin cho nó được một xíu. Được không? Dạ lên. Dọn xuống đi, mua rớt. Hôm qua lấy hàng. Ừ. Không thiếu anh kia 2 triệu nữa, về còn phải trả. Ừ. Anh ơi, chắc ra chắc chừng khoảng 1 giờ hoặc hơn 1 giờ xíu em mới ghé. Bây giờ đang đợi cho Cường nó về với em, quay một trường hợp một chú nữa ở Tiền Giang lên, chắc chừng khoảng 15 phút thì xong em chạy sang liền. Nên là anh em xin lỗi, anh đợi em xíu nhá. Dạ. Gọi cho ông được chưa?
chuyển về anh Tường. Ờ, về nhá. Và sau làm cái bánh xe cho nó rộng ra, cho nó lọt hẳn xuống dưới. Làm theo kích cỡ ở thùng á. Làm kích cỡ ở xe đi cho nó rộng thêm xíu nữa ra. Để nó lọt hẳn xuống dưới thì ngồi nó đỡ cồng kềnh. Rồi hai anh em đi nhá. Rồi chào anh nhá. Dạ. À, ngồi thế kia. Alo alo, Tuấn Dương xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm qua thì Tuấn Dương có gặp Cường và đã trao cho Cường cái số tổng số tiền là 18 triệu. Thì Cường có nhờ Tuấn Dương là giữ dùm 8 triệu để chuyển khoản cho một cái người có tên là Lâm Chí Cương, là cậu của con gái Cường. Cái số tiền 8 triệu này thì theo như lời Cường nói là Cường xưa có mượn bà mẹ vợ cái số tiền là 5 triệu rưỡi để làm vốn, để vốn làm ăn. Và cái số tiền 2 triệu rưỡi thì sẽ để cho con gái Cường sắm Tết. Thì bây giờ Tuấn Dương sẽ lấy điện thoại để Tuấn Dương sẽ gọi cho cái số điện thoại của người này để hỏi xem là có chính xác hay không. 0979 192 152. Thì cái số phone này là Cường có cho Tuấn Dương vào lúc sáng nay. Bây giờ Tuấn Dương sẽ gọi để xem là cái số thông tin tài khoản này có chính xác không ạ. Alo. Em chào anh có phải tên là Lâm Chí Cương không anh ơi? Dạ phải ạ. Anh ơi em anh có biết em Cường mù bán tăm bông không? Dạ biết. Em Cường có nói là em gửi chuyển khoản cho anh một cái số tiền là 8 triệu. Cường có nói gì với anh chưa anh? Dạ anh Tư em nói có người điện thì cả là em cũng gặp. Vâng thì em kêu gì thì em sẽ bảo Cường điện thoại trực tiếp cho anh. Hình như trong cái số tiền 8 triệu này thì Cường muốn là gửi trả nợ mẹ vợ đó, là số tiền 5 triệu rưỡi ngày xưa đã mượn để có vốn làm ăn, và số tiền là 2 triệu rưỡi thì sẽ dùng để gửi cho con gái Cường để sắm Tết. Đó. Thì em muốn hỏi là cái em muốn hỏi thứ nhất là tên họ và tên này, địa chỉ rồi họ và tên rồi số tài khoản có đúng không để em ra ngân hàng em gửi. Anh tên là Lâm Chí Cương đúng không anh? Dạ đúng. Dạ anh ơi cái số tài khoản của mình anh đọc lại giùm em để em kiểm tra xem đúng không anh. Bây giờ em số tài khoản em bỏ trong hình trong điện thoại. Bỏ trong điện thoại á, thế nhưng mà có phải là ở bến cầu Tây Ninh không? Dạ phải ạ. Anh nếu bây giờ như này phiền anh một chút xíu, chừng khoảng vài phút anh nhắn lại giúp em để kiểm tra chính xác, vì em không có nhiều thời gian. Em ra ngân hàng để em chuyển liền. Thì có thể trong ngày là anh nhận được thôi ạ. Vâng, em tắt máy xong anh nhắn giúp em nhé. Vâng, em cảm ơn anh Cương nhé. Chào anh ạ. Dạ dạ. Rồi. Như vậy là bây giờ mình sẽ đợi anh ấy nhắn tin lại. Thực ra đây Cường cũng cho số tài khoản rồi, nhưng mà Tuấn Dương muốn kiểm tra lại cho nó thật chính xác trước khi mà chuyển cho cái bạn Lâm Chí Cương này á. Khi nào Tuấn Dương ra ngân hàng chuyển thì Tuấn Dương sẽ ghi cái thông tin để quý vị các bạn tiện theo dõi nhé. Rồi, và đây cũng là một cái video để mà chứng minh cho Cường biết là Tuấn Dương đã gửi giúp Cường 8 triệu. Rồi, bye bye cả nhà nhé.